Thưa quý khán giả, hôm qua, Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính được Quận Cái Răng thực hiện hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức tốt chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập theo quy định. Cơ quan chức năng phát hiện xử lý làm rõ các vụ án vi phạm về trật tự xã hội đạt hơn 94%. Các đơn thư tố giác tội phạm được giải quyết đạt 94,5%, vượt chỉ tiêu 4,5%. Năm 2022, Quận Cái Răng tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt thực hiện tốt các giải pháp giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.